trích phiêu đồng là cá troa, Do đó tôi thở ra cái gì là hén đớp nga Mới nghe cái video clip dưới Thèn phiêu đồng nhá giọng cổ nôn tôi Để đọc cái status Cũ tôi biết Đúng là thèn tò lo Đi lòm chuyện rùi bu Vô bổ Chẳng có ý nghĩa hay có giá trị gì quả? trời sao lại em có giá trị ngô kỹ ít ra là tôi quảng cáo cái facebook của anh cho nhiều người biết thêm. Nhưng anh chưa cảm ơn tôi mà làm sao mà năm chuyện tôi lao được? cái thứ hai nữa là có nhiều người vô là bình luận trên cái trang của anh mà trái chiều anh một cái là anh block liền anh bà lót liền anh vỗ ngực anh là người à, vàng anh là người quốc gia anh là sống trong một cái xã hội à, à, coi như là tự do ngôn luận à, nhưng mà ai mà nói tay anh cái là anh bà lót liền thì họ đâu có vô họ đọc được à, cho nên tôi đọc cái post của anh đó, đang giúp anh đó và đang giúp mọi người biết những cái gì anh viết đó mà tại sao anh nói tôi là cái thằng tò lo đi làm chuyện rùi bu vô bổ chả có ý nghĩa hay giá trị gì à, như vậy là có giá trị nha chứ không phải không có giá trị nha đọc tiếp đọc tiếp đọc tiếp hán lại đọc thêm chữ con c tục tiểu vào nữa à, nè 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 nói lại ngô kỵ nha tự ông dựng chuyện nha đừng có vu khống phiêu đồng nha tôi nói chữ con c hồi nào À, tôi không có nói nha đừng có nói bậy nơi bạ nha đừng có thêm muối thêm mắm vô nha đừng có vu không mạ lị nha tôi kiện ông đó đùa hoài bó ta có gì đâu bó ta <laughs> trích tay tết cũ của ngô kỷ như so các bạn mến mấy con kẹt như tôi đã trình bà tưa chủ nhật 19 tháng 5 năm 2024 nhiều youtuber và cả tôi có đến nhà Trương Quốc Huy. Tuy nhiên, riêng tôi tới với mục đích chứng kiến và để giải hòa nếu có việc gì đáng tiếc xảy ra vì tôi là bọn hơ phía. Mời các bọn bấm hình một để nghe. Tôi ngồi trong xe hỏa Trương Quốc Huy cần mượn xe trót dọn nhà đồ đạc hay không? Và chúng tôi nói chuyện anh em với nhau lịch sự hòa nhã. Chứ không như phiêu đồng và bọn ngu xuẩn bịa tin là tôi tới nhà tấn công Trương Quốc Huy nhằm tỏ ly gión tình cổm giữa hơ chúng tôi đã có từ 25 năm trước, ngay cả lúc Trương Quốc Huy còn ở Việt Nam. Theo cái nhìn khách quan của tôi, Trương Quốc Huy có quyền dần dữ tức giận phẫn nộ với vài cái kênh Youtube đã đưa tin với mục đích phá phách đóng mở một web cà khịa đóng mở ngọt quét châm chọc móc lò mỉa mơ trương quốc huy tuy nhiên riêng về Andule thì tôi nghĩ Andule là vô tội và không có ý sỉ nhục xúc phạm đến trương quốc huy và gia đình việc lòm của Andule thuần túy trong vai trò truyền thông và muốn tình bà sáng tỏ tình trọn pháp lý của khán gió, hiểu rõ vấn đề mà thôi Chứ Andule không hề có ác ý gì quá Mà việc lòm của Andule chỉ là vô tình mà thôi Tôi hy vọng Trương Quốc Huy và gia đình suy nghĩ lỡ Tôi hy vọng là chuyện này sẽ đi qua và giải quyết tốt đẹp Đừng có sợ như ngô kỹ Ông đừng có sợ nha Trước khi mà đến nhà Trương Quốc Huy Vào ngày buổi trưa chủ Nhật là sáng đó mấy ông ngồi uống cà phê Trung Nguyên bàn bạc rồi mới đi nha đừng có sọ nha dò đừng có sọ nha à, toàn viết phóc sọ không à